Nhân dịp bộ phim Spider-Man No Way Home vừa được khởi chiếu, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta bí quyết vẽ được họa tiết mạng nhện một cách thần tốc ngay trên PowerPoint. Và như thường lệ, đây là một poster với 584 animation tâm huyết được mình thiết kế 100% bằng sức mạnh đột phá của PowerPoint. Với người dùng thông thường, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc vẽ liên tiếp nhiều hình đa giác đồng tâm, nhưng cách này vừa tốn thời gian vừa khó căn khoảng cách. Và Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta theo một cách không thể ngờ tới. Đầu tiên, mình sẽ vào Insert và vẽ biểu đồ dạng radar. Trong bảng Excel hiện ra, mình sẽ đánh 5 vào OB2. Sau đó kéo copy dữ liệu xuống OB9 để hướng tới vẽ mạng nhện có 8 đỉnh. Tiếp tục, mình sẽ đánh số 10 vào OC2 rồi làm điều tương tự như cột B vừa rồi. Sau đó, mình sẽ chọn từ OB2 đến C9 và kéo copy đến cột G để vẽ được 6 mạng nhện. Quá tuyệt vời, chỉ trong tích tắc, chúng ta đã vẽ được 6 hình bát giác đồng tâm cực kỳ hoàn hảo. Bước kế tiếp, chúng ta chỉ cần chọn biểu đồ, vào dấu cộng, bỏ tích tất cả yếu tố để giữ lại 6 hình đa giác. Sau đó tô từng viền của hình đa giác thành màu trắng để giống với màu của mạng nhện trong thực tế. Bây giờ, chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối, chọn hình ngôi sao có 8 đỉnh, giữ shift để vẽ được hình khối đều. Sau đó mình căn center, middle để đồng tâm với mạng nhện và kéo điểm vàng để giảm độ dày của cạnh. Tiếp theo, chúng ta tô nền thành màu trắng. Cuối cùng, chúng ta chọn hai vật thể, thêm hiệu ứng zoom rồi mở bảng quản lý chuyển động. Có một vấn đề, đó là tất cả các vòng của mạng nhện đang xuất hiện đồng thời. Để khắc phục, chúng ta chỉ cần chọn biểu đồ vào option và chọn by series. Mình sẽ chỉnh tất cả chuyển động chạy with previous với nhau và chỉnh duration là 2 giây để tốc độ chậm hơn. Và đây là thành quả của chúng ta. Cả nhà cũng có thể tham khảo video hướng dẫn hiệu ứng viết tay tuyệt đẹp của chữ No Way Home tại nightside.vn/draw. Vậy là qua video này, Nightside đã liên tiếp chứng minh tầm quan trọng của việc thấu hiểu và vận dụng công cụ một cách thông minh sẽ giúp chúng ta thiết kế hiệu quả đột phá đến như thế nào. Và với 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và thiết kế chuyên sâu trên PowerPoint, Nightside tự tin sẽ là ngọn hải đăng rực sáng nhất để mở đường dẫn lối giúp bạn trên hành trình khám phá PowerPoint. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.